1, 2, 3, 4, 5, 6. Chào tất cả các bạn đã đến với kênh điện tử Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ test cái bộ min công suất 16 sò. Đây, 16 sò, mỗi bên là 8 sò san ken, vẫn trên hai cái min màu xanh của chúng ta. Bo nguồn 8 tụ và bo nguồn 4 tụ. Và mỗi con tụ là 15.000 mi 100 V. Đang chạy với cái biến áp là 900W. Đây, kìa, là biến áp 5 chỗ kia. Và điện áp chạy đang hiện tại là 50V. 50V AC đối xứng sau chỉnh lưu thì nó khoảng hơn 70V. Thì mình sẽ test cho anh Lê Viết Hường. Thì ở đây anh có đặt một bộ bao gồm là hai cái min công suất này, bo master này, bo sóng điện thoại nó nhiễu vào các bạn ạ. Cách ra sao? Một bo master, bo music. Cái này các bạn thấy nó nhiệt độ là hơi cao. Đấy là 51 độ. Mình đang kẹp ở cái nhôm nhôm vì lúc nãy mình bật rất là to. Thì bây giờ nó cũng chưa kịp nguội. Lúc nãy mình đã thử giã chiến. Thì ở đây anh có một cái bo mic. Thì anh đã yêu cầu ráp sẵn cái bo chống hú vào rồi. Để các bạn thấy đây. Thì đối với cái bo chống hú này, các bạn lưu ý nhé, nó không bao giờ cắt được 100% đâu. Nếu mà cắt 100% cho các sẽ cho các bạn tiếng khô như ngói, nghe nó không ra cái gì cả. Thì con này cắt thì mình thấy là nó hiệu quả hơn là khoảng 70-80% thôi. Thì khi mà cái tiếng hú nó chuẩn bị có thì nó sẽ ghim nó xuống, chứ còn mình thấy nó không phải là tuyệt đối được. Nhưng mà nó khoảng 70-80%, tức là nếu mà bình thường các bạn đứng cách xa khoảng 3-4 mét mà nó hút thì chắc chắn này nó sẽ không bị hú nữa. Còn nếu mà các bạn yêu cầu cách 1 mét rồi bật mắt check ở master, mắt check ở bom echo rồi mắt check ở cái này nữa, xong dí mic vào loa mà không hú thì đúng là bò tay, chả có làm chấm được như vậy cả. Thì giờ mình sẽ bật thử cái dàn này để cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ giảm nhỏ hết cái volume đi. Đó, các bạn sẽ không nghe thấy tiếng ồ xì gì cả. Bởi vì tại sao, nếu mà các bạn nào nghe rõ, nghe tinh thì có thể nghe thấy tiếng xì hơi nhỏ khi mà mình bật cái lúc volume này lên. Bởi vì là cái các vỏ lúc volume của chúng ta chưa được dập về mát. Dập về mát là như thế nào? Khi mà các bạn ráp tất cả các bo có điều kiện, các bo lúc bạn này. Đó, bo ở dàn gọi là pre mặt đằng trước, bao gồm master, music, echo, bo mic. Đó. Thì những cái chiếc áp này tất cả nó sẽ được lối về mát của vỏ, và các bạn sẽ lắp một vỏ, một ma dây mát từ mát ở bo nguồn xuống vỏ. Như vậy là tất cả cái này được lối mát về vỏ, và cái tiếng xì nó sẽ được fit tương đối. Chứ nếu mà các bạn để chuồng nó ra như thế này, các bạn vặn volume lên cao thì chắc chắn nó sẽ bị xì nếu mà không có vỏ. Trong trường hợp mà các bạn độ chế vào các cái thùng gỗ thì chúng ta làm như thế nào? Thì rõ ràng cái thùng gỗ thì nó không có tính năng dẫn điện, nên chắc chắn các bạn không có trường hợp lối mát ra vỏ. Vậy chúng ta xử lý ra làm sao? Các bạn sẽ lối mát tất cả những con chiết áp này, các bạn lối trên vỏ. Các bạn sử dụng hàn một cái dây đồng hay là hàn một dây điện,
Các bạn hàn trên tất cả các cái lưng của con sò, lưng của chiếc áp. Xong các bạn câu dây sang tất cả các lưng chiếc áp, các bạn hàn hết lại bằng một cái sợi dây đồng. Sau đó các bạn sẽ nối xuống mát. Mát đây chính là có thể là mát ở nguồn hoặc mát ngay bên master cũng được. Thì nó sẽ hết cái tình trạng gọi là bị xì khi mà nó bị dò tín hiệu. Khi mà các bạn chạm vào cái lúng vỏ lum lum hoặc các bạn cầm tay vào lúng vỏ lum, các bạn chưa vặn gì mà các bạn đang để voi cao nó xì 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 hoặc là ù lên, thì chúng ta nó đang bị tình trạng gọi là dò tín hiệu. Các bạn nối mát từ mát của master hoặc là mát của bo nguồn đi, các bạn nối vào các vỏ này thì chắc chắn là tình trạng các bạn sờ tay và nó sẽ không bị nữa. Vậy nên là tại sao mà những cái bo ở ngoài này, nếu mà chúng ta để ở ngoài như thế này chúng ta không nối mát, thì cái tình trạng bị xì nó sẽ xảy ra khá là phổ biến nếu mà các bạn vặn volume nó cao. Còn các bạn vặn nhỏ hết cỡ thì các bạn nối mát đúng thì nó sẽ không thể là bị ù được. Hiện tại thì không có tiếng ù, mình đang giảm voi nhỏ hết cỡ rồi. Còn trong cái trường hợp này thì tí mình sẽ vặn voi cao lên, các bạn sẽ nghe thấy rõ ràng có tiếng ù xì. Bởi vì là mình đã nói rồi, cái này nó đang bị gió tín hiệu, các vùng volume này nó chưa lối mát, chưa lối mát được vào. Thì trong ngày hôm nay mình có lẽ sẽ làm hai cái video về hai cái bộ này và một cái âm ly khác, nó cũng sẽ sử dụng các mạch như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là cái có vỏ nó sẽ không hề bị ù xì, bởi vì là hoặc có ù xì cũng ù xì rất nhỏ, bởi vì tất cả cái vỏ này đã được lối mát rồi. Ở hôm nay ấy, thì mình không có cắt mát đối với các voi công suất này. Các bạn thấy đây, 20 công suất của chúng ta ngày hôm nay, đó mình đã bỏ hết dây mát rồi này, vế trái này, vế phải này đều bỏ dây mát nha các bạn nhá. Các bạn nhìn không, cả hai vế đều chúng ta đều bỏ dây mát rồi. Cái bo master mình cũng cắt mát rồi nhá, trên bo master này không có dây mát lên luôn. Vậy thì dây mát chúng ta sẽ lấy từ đâu? Trong trường hợp các bạn sử dụng bo giáp RCA, tức là cái bo giáp AV kia kìa, đây bo này, thì các bạn sẽ nối mát từ bo nguồn sang bo đó. Các bạn sử dụng hẳn một sợi dây đồng, dây điện đi, đấy các bạn nối mát từ mát của bo nguồn. Các bạn có thể máy mát cái điểm nào thật là to vào ở bất cứ chỗ nào, kể cả là chân ốc hay là cái đầu dây loa, hoặc thậm chí các bạn nối thẳng từ cái dây mát của cái cụm loa ở cái các đầu cọc loa đó, dây mát đó các bạn nối sang bo AV này đều được. Thì chúng ta sẽ sử dụng dây mát đó để cấp cho toàn bộ hệ thống của chúng ta. Thì đây cách cái chia mát này gọi là cách chia mát dạng hình sao. Nếu các bạn phân tích ra nó sẽ ra cái dạng hình như kiểu cái hình sao ấy, tức là mát nó sẽ trụm chung vào cái này, sau đó nó sẽ chia đều đi bốn phía chứ nó không tạo thành một cái vòng lặp. Nếu mà chúng ta tạo thành vòng lặp nó sẽ gây ra hiện tượng là dư mát. Đó, thì thật ra thì nghe nó cũng hơi lằng ngoằng, mình giải thích đơn giản lại với cách cắt mát này. Đó là với các cách cắt mát trước đây mình hướng dẫn là các bạn sẽ cắt mát một dây từ bo nguồn lên trên bo master và từ bo nguồn lên một trong hai vế, còn một vế còn lại chúng ta sẽ để dây nguyên. Tuy nhiên đối với cách ngày hôm nay thì mình sẽ không có dây mát lên bất cứ một cái bo nào cả, không có một cái bo nào có dây mát từ bo nguồn lên. Bên này cũng đã bị cắt mát, bên này cũng đã bị cắt mát, và bo master của chúng ta cũng không còn dây mát nữa. Mình sẽ hàn một dây mát từ cái bo nguồn này sang bo rắc RCA hay gọi là bo rắc AV ấy. Sau đó các bạn sẽ dây mát ở các cái bo tín hiệu, các bo công suất nó sẽ được cấp qua các rắc tín hiệu này, đó chính là các đường dây mát. Bởi vậy nên nếu mà các bạn sử dụng cách mắc mát như thế này thì cái tín hiệu hai kênh bên nó sẽ cân bằng hơn so với cách mà chúng ta cắt lệch một vế thì nghe tiếng nó sẽ không hay bằng. Thì cách này mình cảm thấy là tiếng nó hay hơn và cái tiếng xôi xì nó bị giảm cực kỳ là thấp so với cách kia. Cách lối mát như thế này thì mình thấy nó áp dụng xong rất nhiều cách cục đẩy của Trung Quốc. Các cục đẩy Yamaha như kiểu con P5000S, P7000S mà chạy các cái bo nó cũng chạy nhóm U, dạng nhóm U ấy, thì nó đều áp dụng cách cắt mát dạng như thế này. Mình đã thấy mấy con rồi nên mình áp sử dụng thử cách này mình thấy khá là hiệu quả. Và cái tiếng xì các bạn lưu ý nhá, cái này thì mình bận nên thì chắc chắn nó sẽ bị xì rồi, bởi vì là nó chưa có vỏ. Còn khi mà chúng ta có vỏ thì các bạn nhìn có cái video được trước gần đây nhất ấy, hoặc là cái video tí nữa mình đang khác cái bộ này, mình cũng sẽ lối mát dạng hình sao như thế này đó. Thì cái tiếng xì khi chúng ta vặn voi lên thì nó sẽ bị giảm hơn cái cách mà chúng ta cắt mát theo kiểu lệch một vế. Cái này thì chúng ta cắt mát hết và chúng ta chia mát theo kiểu hình sao nó sẽ ok hơn. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc nhá, sẽ bật nhạc lên này.
Rồi bây giờ tăng volume lên.
thích bài này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
alo 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 Chắc hẳn chắc chắn sẽ có bạn tại sao mà thấy là bảo là à bó chống hú rồi mà tại sao mà nó vẫn hú vậy ta? Thì các bạn thấy là nó đang định hú lên phát là nó đã bị ghim ngay xuống rồi. Thì mình đứng cách loa cỡ khoảng 1,5 mét thôi nha các bạn nha, không phải xa đâu. Thì loa hiện tại mình đang để ở kia, lúc nãy mình đứng lên thì nó khoảng cách nó rất là gần loa rồi. Đấy, cái loa mình đang để trên góc trên đấy, để trên đấy. Đây là mình đang đứng dưới đất này. Đó, phải đứng đây các bạn thấy không? Là nó cao khoảng bằng vai mình thôi. Đấy, cái này là chúng ta với tay lên là có thể bê được cái loa rồi. Đó thì đứng thực ra cái khoảng cách này thì nó cách chúng ta khoảng 1,5 mét đến gần 2 mét thôi. Đó mà các bạn mở với âm lượng lớn như vậy mà chúng ta đứng gần như vậy, mà check mình vặn rất là cao nhá, check ở bo mic rồi vọng viếc mà mình không hề giảm. Cái check ở bo mic hiện tại đang vặn khá là cao, nếu mà như bình thường để như thế thì nó hú cho thì phải đi chỗ khác luôn. Còn các bạn thấy là ở chỗ này thì nhiệt độ nó đang lên khoảng bao nhiêu đây? Các bạn thấy nó đang lên khoảng 58,8 độ, 58,7, đó nó giảm dần rồi. Thì hiện tại là mình đang đánh ở trên đấy là một cặp bát 20. Các bạn lưu ý là mỗi bên hai cái nhá. Nên là chạy đối với những cái loa mà nó chạy đôi này thì mình cảm thấy nó nóng hơn là những con phun đơn. Phun đôi này thì thường mình thấy là chạy nó nóng hơn. Bởi vì mình đã thử với cái con bát 40. Đó, mình thử với con bát 40 đấy kìa. Mà thử với một bên là cặp bát 20 này thì cái con bát 40 kia to hơn nhưng nó lại không nóng bằng. Bởi vì cái trở kháng của cái loa kia nó thấp, cái trở kháng của cái loa cặp loa đôi kia thì nó thấp hơn, nên là cái việc nó sinh nhiệt ở trên cái sò công suất của chúng ta là không thể tránh khỏi. Và các bạn thấy là nó cũng chỉ cỡ khoảng chưa đến 60 độ, chưa phải nhiệt độ gì gọi là nguy hiểm đối với sò công suất nha các bạn nhé. Đối với sò công suất mà nó đạt được khoảng 70 độ C đó thì nó vẫn chạy được, chạy gọi là chạy tốt và chạy bình thường, chứ chưa gọi là có thể gì là cháy cả. Nếu mà IC là nhiệt độ đấy thì cao quá, nhưng đối với sò công suất thì chưa có gì là gọi là ghê gớm cả. Và nếu mà anh chạy full đơn cỡ côn 75 bát 40 thì mình nghĩ là nó không thể nóng bằng cái con này được. Nếu mà bật ở cái mức gọi là âm lượng là như vậy. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua cho các bạn quan sát thật là chi tiết nhá. Cái bộ chúng ta thì anh ở đây anh lựa chọn cấu hình đó chính là một cái bo music 4IC, bo mic có chống hú. Đây bo chống hú mình đã bắt ốc nhá, bắt ốc chứ không phải là kiểu độ kèo đấy. Đó. Ta bắt ốc bắt thẳng lên bo mic rồi, nó kết nối với nhau bằng cáp, nó được kết nối sang một cái bo Echo TM62001. Thì trong video lần trước mình có review một cái âm ly ấy, thì anh em bảo là cái bo này sao mà nghe tiếng Echo nó khô thế, nó không có tí vặn nào. Thì thực ra cũng không phải, bởi vì mình không thích là vặn nó vọng nhiều, vì nghe cảm giác như nó nhại chúng ta ấy, rất là khó chịu, thì mình không thích. Đấy là có phong cách của mỗi người. Còn tuy nhiên là đối với bo Echo TM62001, đây các bạn thấy không, rõ ràng chữ TM62001 nhé. Thì đây là một dòng Echo nói chung là mình thuộc là bình dân. Các bạn lưu ý bình dân nhá, chứ chưa phải là tầm trung đâu. Tầm trung là con 50195 ấy. Còn nếu mà cao cấp hơn chút chúng ta có các dòng Echo Revert. Thì hiện tại Echo Revert bên mình cũng đang thử nghiệm rồi, có lẽ sẽ lắp cho anh em một cái thời gian tới nếu anh em có nhu cầu. Còn con Echo TM62001 là mình thấy hát ví dụ như kiểu mình thì mình thấy được. Cũng chả có gì gọi là quá là ấy cả, bởi vì là cái rác này các bạn thấy là nếu mà một thời gian mà về anh khách hàng anh chán ấy, thì chúng ta có thể nâng cấp lên một cái bộ Echo Revert hoặc là Echo cao cấp hơn vẫn được, và chúng ta sẽ cắm cái rác này một phát là xong, chả phải đấu nối gì ghê gớm cả, rất là đơn giản đó. Bo master vẫn 3C như mọi khi, mạch thì chúng ta vẫn gắn trên nhôm 2U dài 17 phân. Thì nếu mà các bạn sử dụng nhôm 2U 20 phân ấy thì nó sẽ mát hơn là sử dụng nhôm 2U 17 phân này, bởi vì nhôm càng lớn thì tản nhiệt nó càng tốt. Nhưng mà anh khách hàng thì có lẽ là dùng gia đình nên anh yêu cầu là chỉ là chạy nhôm 17 phân 2U thôi, nên là mình cũng lắp cho anh nhôm 17 phân 2U. Đây con tụ chúng ta thì cái hình dáng tụ của mình cũng quay cho anh em nhiều lần rồi, không có gì đặc biệt cả.
thì trên thân nó ghi là 15.000 mây 100V thôi. Còn cái bộ rắc RCA kia, sở dĩ thì mình ít nói về nó bởi vì anh ấy không lấy trong cái video này. Thì đó là cách lối mát. Về anh lưu ý ấy, là rắc em vẫn sẽ cắm full cho anh tất cả cái rắc kia. Đấy, cái rắc từ bao nguồn lên là bọn em vẫn cắm đủ 4 dây nhá. Hiện tại nhìn vậy là có 3 dây thôi nhưng thực ra thì tí nữa bọn em sẽ vẫn sửa lại thành 4 dây. Nếu mà anh cảm thấy nó bị ù thì anh có thể làm đúng như cái video em hướng dẫn ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta sẽ bỏ hết dây mát từ bao nguồn lên hai bao công suất và bỏ lên bao master. Chúng ta sẽ sử dụng một cái dây điện, chúng ta cấp mát từ bo nguồn xuống cái bo rắc RCA như lúc nãy. Còn cái điểm mát ở trên cái bo nguồn như thế nào thì anh lấy bất cứ điểm mát nào cũng được, nhưng nó phải đủ lớn đấy, tức là nó phải đủ lớn chứ cái đường mát mà nó bé tí như cái sợi tóc ấy thì thôi đừng có hàn vào. Chứ còn bất cứ chỗ nào cũng được, kể cả ngay chân ốc nếu mà anh cảm thấy hàn được không vướng chúng ta vẫn có thể chơi vào được. Thậm chí chúng ta có thể lấy mát trực tiếp từ cái cặp loa. Cái dây ra loa thì chắc chắn nó sẽ có một dây mát rồi, anh có thể hàn thẳng từ cặp loa sang bo rắc RCA vẫn chạy ổn định và tốt. Đó. Rồi thì trong video này thì mình chỉ giới thiệu sơ qua vậy thôi. Và đây là hàng của anh Lê Viết Hường. Nếu mà anh em nào cần báo giá những cái sản phẩm này thì có thể là liên hệ cho mình qua thông tin bên dưới video. Còn mỗi cái bộ sản phẩm nó sẽ có giá là khác nhau theo yêu cầu của khách hàng nên mình sẽ không báo trước. Thì anh em cần báo cả giá thì có thể ở đó. Và anh em có thể tham khảo các cái giá, các cái mạch rời này thì có thể lên ngay cái trang web mình để dưới video ấy. Anh em nhấn vào đấy một phát là nó sẽ ra ngay, chứ cũng không cần phải hỏi cho mất thời gian. Ví dụ là anh em chỉ cần mua bo này hoặc là cái bo kia, hoặc là bo master, hoặc là bo music gì đấy, hoặc mấy cái hai mấy cái bo này đều có giá trên trong web hết rồi. Chả qua là khi mà anh em giáp thì yêu cầu là giáp thêm chống hú như thế này thì bên mình sẽ tạo ra các cái tùy chọn để cho anh em dễ sử dụng nhất có thể. Còn các cái cách kết nối, ví dụ như kiểu là cái rắc 2P, 3P, đấy rắc 3P này xuống bo rắc RCA như thế nào, thì trong cái quá trình mà lắp đặt, nếu mà anh có gì không hiểu có thể liên hệ với bên em qua Zalo hoặc Facebook, bên em sẽ hỗ trợ trực tiếp. Rồi xin chào và gặp lại các bạn trong video tiếp theo.